Tác dụng điều trị bệnh tiểu đường của các loại thảo dược nổi tiếng. Vâng, thưa các bác cần kiểm soát đường huyết mỗi ngày vì sợ các biến chứng nguy hiểm mà nó mang lại. Và các bác đang dùng thuốc Tây để điều trị thì luôn bị những ám ảnh bởi các tác dụng phụ đi kèm của thuốc Tây đúng không ạ? Nhưng các bác cũng đừng lo lắng quá và trong video ngày hôm nay, chương trình sẽ giới thiệu đến các bác về những loại thảo dược để trị bệnh tiểu đường công hiệu dưới đây sẽ giúp các bác xua tan mối lo đó mà các bác cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Dụng trị bệnh tiểu đường của các loại thảo dược nổi tiếng. Vì sao nên trị bệnh tiểu đường bằng thảo dược? Vâng thưa các bác, những lý do sau đây sẽ khiến cho các bác tin tưởng vào công hiệu của thảo dược thiên nhiên quý giá hơn cả các loại thuốc Tây. Đầu tiên phải kể đến, các loại thảo dược thiên nhiên đa phần đều lành tính, phù hợp cơ địa nên không gây tác dụng phụ khi dùng trong thời gian dài. Nếu dùng đúng cách, thảo dược vẫn phát huy tác dụng điều trị nhanh chẳng thua kém gì là thuốc Tây. Công dụng điều trị của các loại thảo dược đều đã qua nghiên cứu bài bản nên hoàn toàn đáng tin cậy. Tuy nhiên, còn tùy vào cơ địa mỗi người sẽ có mức độ hiệu nghiệm là khác nhau. Những sản phẩm kết hợp từ các loại thảo dược quý giá đã trải qua kiểm định nghiêm ngặt, càng đáng tin cậy và hiệu quả trị liệu và mức độ an toàn cao hơn. Dưới đây là những loại thảo dược trị bệnh tiểu đường đáng tin cậy. Đầu tiên là nhân sâm. Nhân sâm là một loại thảo dược trị bệnh tiểu đường được rất nhiều người đánh giá cao. Nhân sâm là thảo dược quý hiếm và khó trồng, là một vị thuốc y học cổ truyền với nhiều tác dụng quý giá cho sức khỏe con người. Nhân sâm giúp tăng lực, tăng trí nhớ, tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa và chống stress. Trên hết, nhân sâm có tác dụng kích thích tuyến tụy tiết ra nhiều insulin hơn và tăng khả năng nhạy cảm với insulin của cơ thể tốt hơn. Từ đó, đường được vận chuyển và tế bào và đường huyết được giảm ở mức an toàn. Và sử dụng nhân sâm vừa giúp bệnh nhân hạ đường huyết, vừa giúp bồi bổ sức khỏe hơn và tăng cường sinh lực. Tiếp đến là dây thiều canh. Thảo dược chữa bệnh tiểu đường tiếp theo chính là dây thiều canh. Dây thiều canh được tìm thấy đầu tiên ở Ấn Độ, dùng để trị bệnh nước tiểu ngọt như mật. Dây thiều canh được mệnh danh là kẻ hủy diệt đường vì khoa học đã chứng minh rằng dây thiều canh sẽ làm tăng tiết insulin ở tuyến tụy, kháng ngọt và chống viêm, giúp kiểm soát đường ở người bệnh tuyếp 1 lẫn tuyếp 2. Ngoài ra, dây thiều canh còn giúp cơ thể giảm cholesterol và lipid trong máu nên rất có ích trong quá trình điều trị căn bệnh tiểu đường. Tiếp đến là khổ qua rừng. Khổ qua rừng cũng được xem là thảo dược chữa bệnh tiểu đường thần kỳ nên hay có mặt trong các thành phần bài thuốc đông y. Khổ qua rừng là loại dây leo thường mọc hoang ở vùng ven rừng hay các khu đất trống trên khắp nước ta. Những công dụng phải kể đến của thảo dược này bao gồm hạ đường huyết, giảm cholesterol, thanh nhiệt, dễ ngủ và giảm cân. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng khổ qua rừng là loại trái có tác dụng điều hòa lượng đường huyết trong cơ thể. Nếu chúng ta sử dụng đều đặn, sẽ giúp cho đường huyết ổn định. Tiếp đến, khổ qua còn giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Bệnh ung thư là một trong những căn bệnh hiểm nghèo và có tỷ lệ người mắc phải cao nhất hiện tại Việt Nam hiện nay. Do chứa nhiều protein và vitamin C nên khổ qua rừng sẽ giúp nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể, làm chậm quá trình oxy hóa, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau, trong đó có ung thư. Tiếp đến, chữa nám sạm da mụn nhọt. Trong loại quả này có rất nhiều loại vitamin như A, D, E và các loại khoáng chất nên chúng có công dụng rất tốt cho việc đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể, từ đó giúp trị nám, sạm và mụn nhọt trên da hiệu quả. Tiếp đến là hạ sốt. Có thể các bác không biết nhưng khổ qua rừng có công dụng hạ sốt khá nhanh chỉ với cách làm đơn giản là hái dây và lá khổ qua tươi đem nấu để uống thôi. Tiếp đến là trị côn trùng cắn. Nếu như chẳng may bị côn trùng cắn và để lại các vết đốt sưng tấy, hãy dùng 10g hạt khổ qua rừng đem nhai hoặc giã nhuyễn, sau đó đắp lên vùng da đó sẽ đỡ hơn nhiều. Tiếp đến là hạ đường huyết và trị bệnh tiểu đường. Khổ qua rừng hái còn tươi, đem thái lát mỏng, phơi khô, mỗi ngày dùng 50g loại này sẽ giúp trị được căn bệnh. Trị rôm sảy. Trẻ em nếu như bị rôm sảy vào mùa hè hay khi thời tiết nóng bức như hiện nay, hái dây khổ qua rừng có lá và hoa đem rửa sạch, nấu nước tắm mỗi ngày. Trị ho. Khổ qua rừng đem rửa sạch, trẻ làm đôi hoặc lấy từ 20 đến 30g trái khô, nấu lấy nước uống hàng ngày.
Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời các bác hãy cùng đến với câu chuyện của chú Bùi Văn Minh ở tỉnh Quảng Ninh. Chú bị bệnh tiểu đường từ năm 2008, đường huyết lúc đó lên tận 18,5 mmol/lít. Trong vòng có vài tháng thôi mà sụt hẳn mất chục cân, nhưng mấy năm trở lại đây thì đường huyết của chú luôn luôn ổn định nhờ một bí quyết vô cùng đơn giản. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này của chú Minh thì mời các bác hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay. Không còn biến chứng tiểu đường nhờ khang đường tâm hồng phúc. Đó là câu chuyện của chú Bùi Văn Minh, 59 tuổi, ở phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chú vui vẻ chia sẻ rằng, đường huyết của chú mấy năm nay chỉ giữ ở mức 6,8 mmol/lít như vậy thôi. Có hay không cơ chứ? Vậy thì trước đây, đường huyết của chú không ổn định hay sao? Chú gật đầu và kể rằng, đúng vậy, vào năm 2008, thời chú đang còn làm công nhân của công ty Than Dương Uy, các bác sĩ trên công ty đã xuống khám định kỳ sức khỏe cho công nhân. Và không ngờ, lúc đó đường huyết của chú lên tận 18,5 mmol/lít và bác sĩ khuyên chú nên xuống Hà Nội để kiểm tra lại. Khi đó, chú mới biết tại sao dạo gần đây chú rất hay cảm thấy mệt mỏi như người mất sức, đi tiểu rất nhiều lần. Trong vòng từ 5 đến 6 tháng mà sụt hẳn 8 cân, dù chú ăn uống rất khỏe mạnh, nhưng vì ngại ngần chuyện đi khám nên chú đã bỏ qua. Chú xuống bệnh viện nội tiết Hà Nội, bác sĩ kết luận rằng chú bị bệnh tiểu đường type 2 và kê cho chú dùng 4 viên thuốc Tây trên một ngày. Chú dùng theo đúng chỉ định kèm theo chế độ ăn uống. Sau 3 tháng, chú đi kiểm tra lại đường huyết thì đã hạ xuống 5,8 mmol/lít và được về ngưỡng an toàn. Nhưng lúc đó, chú lại thấy cơ thể mình có biểu hiện là tụt đường huyết. Đó là tự nhiên thấy người cồn cào, hoa mắt, chóng mặt, nếu như không ăn ngay cái gì đó là ngất ngay. Đặc biệt là những biến chứng của bệnh tiểu đường có vẻ ngày càng trầm trọng hơn. Mắt chú lúc nào cũng như có quầng đen ở ngay trước mắt vậy. Thậm chí nếu có người mặc áo trắng đi đằng trước thì chú cũng không nhìn thấy được. Còn bàn chân thì bị tê bì không hề có cảm giác, dù khi đi trên nền gạch đá hoa mà như đi trên cát, lạo xạo, ai cấu vào chân thì cũng không có cảm giác đau lắm. Và nhiều khi tê quá, chú còn đạp mạnh vào tường mấy cái cho nó có cảm giác, nhưng cũng không được. Thấy nhiều người quảng cáo những loại trị bệnh tiểu đường từ thảo dược của Việt Nam, chú cũng mua về dùng, nhưng bệnh không thuyên giảm đi mà đường huyết còn lộn tùng phèo. Lúc thì lên hơn 9 mmol/lít, lúc tụt xuống đến gần xỉu, chẳng có tác dụng là bao. Nhưng chú vừa nói đường huyết rất ổn định mà. Thì vào năm 2010, tình cờ chú đọc báo thấy có người sử dụng thực phẩm chức năng khang đường tâm hồng phúc mà đường huyết luôn ổn định. Chú nghĩ rằng sản phẩm thảo dược có khi tốt hơn nên đã chuyển sang và dùng thử xem sao. Ban đầu chú mua về sử dụng, chú dùng 3 viên tâm hồng phúc kèm với cả thuốc Tây. Cảm nhận thời gian đầu là người khỏe hơn rất nhiều, làm cái gì cũng không nhanh xuống sức như trước nữa. Sau 2 tháng đi đo, đường huyết đã xuống 7 mmol/lít. Bác sĩ nói rằng mức đường huyết như vậy là quá tốt rồi. Chú mừng lắm nên đã kiên trì dùng thêm. Tháng nào chú cũng đo, đường huyết về sau luôn luôn là 6,8 mmol/lít. Vì vậy, bác sĩ cũng đã giảm bớt liều thuốc Tây xuống cho chú. Bây giờ, chú chỉ dùng 1 viên thuốc Tây cộng với 2 viên tâm hồng phúc vào buổi sáng và 1 viên vào buổi tối mà đường huyết luôn ổn định ở 6,0. Vì vậy, người khỏe mạnh hơn, bây giờ đã tăng được 65 cân rồi đấy, da dẻ hồng hào quay trở lại. Không có tình trạng ngất xỉu do tụt đường huyết như trước đây. Và từ hồi dùng tâm hồng phúc đến nay thì cũng đã được 6 năm rồi. Mắt chú lại còn sáng ra, chữ trên báo chú cũng đọc tốt chẳng cần đeo kính. Tay chân đỡ hẳn tê bì, có thể cảm nhận được cảm giác đau. Nhất là người thấy lúc nào cũng khỏe mạnh. Mùa hè thì chú thường ra biển bơi, còn mùa đông thì chú lại đi đá bóng. Thấy chú dùng tâm hồng phúc hay quá nên rất nhiều người hỏi han. Có ông phải tiêm insulin, thế mà dùng tâm hồng phúc một thời gian thôi mà được bác sĩ giảm cho cả liều insulin mới hay. Có tâm hồng phúc, chú chẳng phải sợ bệnh tiểu đường như trước đây nữa rồi. Và cuối cùng là nấm linh chi. Trong đông y, nấm linh chi còn được gọi là thiên tảo hay nấm trường thọ với công dụng cực kỳ bổ dưỡng cho cơ thể con người.
Nấm linh chi cũng là một thảo dược giúp hạ đường huyết hiệu quả, không hề kém các loại bên trên. Nấm linh chi có khả năng cân bằng lượng đường trong máu và đóng vai trò tương tự như insulin. Ngoài ra, thảo dược nấm linh chi có khả năng hỗ trợ điều tiết insulin, bổ sung những chất thiếu hụt và khôi phục tuyến tụy. Dưới đây là một số tác dụng khác của nấm linh chi trên hệ miễn dịch. Nấm linh chi giúp tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch và kháng siêu vi, giúp cơ thể luôn tươi trẻ và tăng tuổi thọ. Trong điều trị viêm gan siêu vi, nấm linh chi có tác dụng nâng cao hoạt tính của đại thực bào và lipol nhờ vào bào cho chức năng sản xuất insulin trong cơ thể. Tiếp đến, làm sản sinh phong phú các loại vitamin, chất khoáng, chất đạm cần thiết. Tác dụng chống dị ứng nhờ các acid gingeric. Tác dụng như một chất oxy hóa, khử các gốc tự do trong cơ thể, chống lão hóa và chống ung thư, bảo vệ và chống ảnh hưởng của các tia chiếu xạ. Ngoài ra, nấm linh chi cũng có tác dụng giúp cơ thể thải loại nhanh các chất độc, kể cả các loại kim loại nặng. Tiếp theo, tác dụng của nấm linh chi đối với các bệnh về tim mạch, giúp chống nhiễm mỡ, xơ mạch và các biến chứng như là bệnh xơ vữa động mạch vành, có tác dụng đặc biệt trong việc loại trừ chất cholesterol trong máu và các thành mạch, trợ tim, lọc sạch máu làm giảm cholesterol, giảm xơ cứng thành động mạch, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, tăng cường tuần hoàn máu. Nấm còn có tác dụng làm giảm huyết áp, điều hòa và ổn định huyết áp, có tác dụng rất tốt cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường kèm theo huyết áp cao và có thể giảm mệt mỏi, hỗ trợ thần kinh, chống đau đầu và tứ chi, còn giúp điều hòa kinh nguyệt. Và cuối cùng, tác dụng của nấm linh chi đối với hệ tiêu hóa, chứa nhóm steroid giải độc gan, bảo vệ gan gừng tổng hợp cholesterol, ức chế nhiều loại virus vi khuẩn gây bệnh, nên nó có hiệu quả rất tốt đối với bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Linh chi còn làm sạch ruột, thúc đẩy hệ tiêu hóa nên chống táo bón mãn tính và ỉa chảy vô cùng tốt. Xin cảm ơn các bác đã dành ra thời gian để theo dõi hết video ngày hôm nay. Các bác yêu thích và ủng hộ chương trình bằng cách ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào mà chương trình lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!